ra các bà rất nhiều lần rồi. Nhưng mà mọi người đã bao giờ vào cái khu check-in 102 House chưa? Mình bắt gặp ở trên đường bao nhiêu lần rồi, rất là tò mò mà nay mày có dịp ghé vào. Hôm nay mình sẽ phải mua vé vào cổng của anh. Vé mình sẽ là giá như nào ạ? Thế cho em ba vé người lớn với ạ. Nhà 102 có nghĩa là nhà là có kiến trúc có 102. Vào trong này thì rất rộng nha. Đầu tiên mình nghĩ là có mỗi ngôi nhà thôi, nhưng không, có tận đến 13 khu để check in liền. Và mọi thứ ở trong này thì cảm giác như kiểu là cái gì cũng siêu to khổng lồ và hoành tráng cực, nhưng mà lại mang một thông điệp hết sức là nhân văn, đó chính là hãy bảo vệ môi trường và thế giới tự nhiên xung quanh chúng ta. Ấn tượng đầu tiên đối với mình là tác phẩm Cổng Vọc, bởi vì vọc đang là sinh vật được liệt vào trong sách đỏ của thế giới, hiếm lắm luôn mà các bà thì may mắn vẫn còn, nên tác phẩm này với thông điệp là hãy bảo vệ loài vọc. Đi sâu hơn ở bên trong thì ngôi nhà nằm ở bên trong thân cây gỗ dần dần hiện ra, đúng là kiểu nhà có 102 luôn mà. Tác phẩm này thì tái hiện lại ngôi nhà nằm ở bên trong thân cây với thông điệp là hãy bảo vệ môi trường. Mà kiểu mình quan sát từng chi tiết một thì đẹp lắm luôn. Đúng đây mà chụp hình concept thì thôi rồi, nhất là mấy concept công chúa ngủ trong rừng các thứ ấy. Ngoài ra thì còn có rất nhiều khu khác như kiểu là hầm rượu vang với những chai rượu nổi tiếng thế giới được tái hiện lại ở đây, hay là có nguyên một cái máy bay trong này này. Lên trên thì là tái hiện một góc sân ga Đà Lạt, nhưng mà lại có hòn trồng mái ở đây, hay không? Nói chung là nhiều khu lắm, mình đi hoài mà không có hết luôn á. Mà kiểu cứ đứng vào là hình sẽ auto đẹp luôn rồi á mọi người. Lên cao hơn một chút thì mình còn được tham quan từng phòng của ngôi nhà 102, nói chung là độc đáo lắm. Có những thứ là mình còn chưa thể tưởng tượng được ra, như kiểu là cái giường này chẳng hạn. Tổng quan lại thì mình đánh giá là khu này khá là hay ho nha. Không chỉ lớp trẻ bọn mình thích mà tầm các cô các bác cái đến đây check in thì chỉ có đứng cả ngày thôi. Mà khu này thì còn nằm ngay ở trên đường từ Phà vào Cát Bà, cũng khá là tiện di chuyển. Thì lần nào có dịp ra đây chơi thì các bác nhớ ghé thử và xem sao nhá. Còn giờ thì bye bye mọi người.